Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 2 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán thính giả, hôm qua Ngọc Trinh đã ra tòa ở tại thành phố Hồ Chí Minh và đã bị tòa phán quyết phạt 12 tháng tù treo. Có những người gửi tin nhắn cho tôi nói yêu cầu anh Hùng làm một chương trình bình luận về vấn đề này. Tôi trả lời, chuyện Ngọc Trinh là một chuyện nhỏ, nó có tính cách cá nhân của một người trẻ muốn ra đây thôi. Nó không có một cái gì mà nó có giá trị về vấn đề mà xã hội mà tôi làm chương trình về thời sự. Nên ngay từ lúc đầu tới bây giờ tôi không có lên tiếng về vấn đề của Ngọc Trinh. Nhưng rồi có một người anh nói rằng là Hùng so sánh dùm cho anh về luật pháp của nước Mỹ và luật pháp về Việt Nam á, trường hợp của Ngọc Trinh như thế thì như thế nào? À, nếu mà so sánh luật pháp của Mỹ và luật pháp Việt Nam thì tôi so sánh được. Còn nếu nói về trường hợp riêng của Ngọc Trinh á, dầu rằng đây là một người mẫu nổi tiếng, nhưng mà đó, nếu cô người mẫu này mà không nổi tiếng thì chắc là xử phạt như vậy chẳng có ai quan tâm. Vậy thì bây giờ tôi nói đến luật pháp của nước Mỹ, nhất là ở tại Texas mà tôi hành nghề, cũng như những gì mà tòa án ở đây phạt 12 tháng tù treo. Khán thính giả đã biết rồi, Ngọc Trinh là một người mẫu. Người mẫu này là lái xe chạy ẩu tả, trình diễn và dại dột đăng lên trên trang nhà Facebook của mình. Và người thầy của cô đó cũng là gì đó người ta nghi ngờ, thì dạy cho cô cách chạy cái chiếc xe này nọ, xe gắn máy lạng lướt rồi trình diễn ở tại đường Tăng Nhân Phú ở tại thành phố Thủ Đức này. Từ đây tới đó của tôi khoảng chừng có mấy cây thôi. Chuyện đó thì mọi người theo dõi trên mạng đã biết rồi. Nhưng mà đó, hỏi rằng là góc độ pháp luật của Mỹ thì sao? Ở bên Mỹ á, mà chạy xe mà như vậy họ gọi là reckless driving, tức là chạy một cách ẩu tả. Chạy một cách ẩu tả mà không có gây ra thương tích hay tử vong cho ai đó thì họ có phạt chứ. Có, họ vẫn là truy tố nếu là lần đầu. Thì cũng chỉ là án treo mà thôi. Án treo giỏi lắm á. Lần đầu như vậy chạy ẩu tả thì án treo. Đây không phải là một tội gì ghê gớm. Là vì sao? Vì chỉ là cái tính ngông cuồng của tuổi trẻ thì phạt án treo. Mỹ án treo lần đầu như vậy là khoảng chừng có 180 ngày, tức là 6 tháng thôi. Nếu là lần đầu không có gây thương tích cho ai, không có gì hết. Nếu mà đăng lên trên mạng đó, thì nó là chuyện sâu nữa, cho nên nó là chuyện của án treo ở bên Mỹ như thế này đó. Luật sư có thể xin, tiếng Anh nó gọi là defer adjudication, án treo. Nhưng mà nếu mà làm tốt đó, sau khoảng một thời gian đó, 180 ngày thì tòa bãi nại. Đó là luật ở bên Mỹ đó. Không gây ra tai nạn, không gây thương tích cho ai, không có xảy ra một sự cố gì mà chỉ là ngông cuồng trình diễn và đưa lên trên mạng đó, thì là như vậy. Nếu là lần đầu. Trong trường hợp của Ngọc Trinh đó, thì cô này không có tiền án, không có tiền án nhé. Đây là lần đầu. Và cô chỉ là ngông cuồng đưa lên trên mạng sau khi mà cô đã trình diễn. Vậy thì nếu mà áp dụng luật của Mỹ đó thì cô còn sẽ được nhẹ hơn. Khoảng chừng 6 tháng defer adjudication thôi. Khoảng 6 tháng. Và nếu có phạt thì phạt một ít tiền thôi. Tại vì trường hợp này không phải là một trường hợp nghiêm trọng gây hại đến an ninh trật tự liền. Dầu rằng là có tính gọi là khoe này khoe nọ trên mạng, có thể có những người khác bắt chước gây nguy hiểm. Nhưng mà đó, nó chưa đến cái mức gây ra tai nạn. Và cô Ngọc Trinh này cũng chưa có tiền án, nên cũng sẽ xử nhẹ. Nếu mà có tiền án thì là chuyện khác. Ở bên Mỹ cũng vậy, nếu mà có tiền án thì chắc là sẽ bị ít nhất là 90 ngày tù. Ở bên Mỹ là như vậy. Và nếu mà gây ra tai nạn
có người bị tử vong hoặc bị thương tích thì không những phải đền bù cho nạn nhân, gia đình nạn nhân, mà còn nếu mà là tử vong là giết người một cách là không có ý thức, involuntary manslaughter. May cho Ngọc Trinh không có cái cảnh gọi là gây tử vong, cũng không có thương tích nên như vậy đó. Nếu mà là involuntary manslaughter ở tại Texas như vậy là phải ít nhất là tù 2 năm trời. 2 năm trời. Vậy thì cái phán quyết của tòa án ở tại thành phố Hồ Chí Minh nó có hợp với cái gì đó khắp nơi trên thế giới hay không? Thì tôi cho rằng đây là sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam rất là đúng. Phạt 12 tháng tù treo mà trước đó lại ở một số ngày trong tù thì cũng đã tởn rồi. Đương nhiên là tòa phải đưa ra một tín hiệu để cho giới trẻ đừng có mà bắt chước. Và vì như vậy nên chúng ta thấy mạng xã hội trên trang nhà của Ngọc Trinh, tất cả những cái hình ảnh mà chạy xe ẩu tả như vậy đã bị xóa hết rồi. Đây là một tín hiệu gửi ra cho giới trẻ, không phải là mình nổi tiếng thì có thể là mình khoe mẽ kiểu này kiểu nọ, bất cần đời là không có được đâu. Ngọc Trinh khi trước khi ra tòa và cũng như là trong lúc đang ở trong phiên tòa, chúng ta đã thấy là có khóc lóc, có ăn năn, hối lỗi. Một người ăn năn hối lỗi như vậy rồi thì đâu có gì để mà trừng phạt thêm. Luật pháp không phải là để trả thù. Luật pháp không phải là để trả thù, luật pháp là để răn đe. Vậy thì cái bản án đó đối với Ngọc Trinh đã hối hận đủ thứ hết, răn đe đủ chưa thì đủ rồi. Luật pháp của Mỹ cũng vậy thôi, luật pháp như vậy là răn đe, như vậy là đã đủ rồi. Nên nếu nói về tình tiết gì đó của Ngọc Trinh thì tôi miễn đi sâu vì khán thính giả đã nghe rất là nhiều. Vì chuyện đó là chuyện của một người trẻ lớn lên thích kiểu ta đây, dùng danh từ tiếng Mỹ nó gọi là nổi loạn chút để khoe khoang. Và cũng đã bị bắt. Đây không phải là bắt tại trận, mà bắt là bắt sau khi cô đăng clip nha. Và vì như vậy nó mới gây cái sự bảo mạng, thì công an đã ngăn chặn kịp thời. Vậy thì cái mức thiệt hại không có bao nhiêu hết. Và cô cũng không có gây ra tai nạn, cô cũng không có tiền án. Thì luật pháp của nước nào cũng vậy, ngay cả Texas ở bên Mỹ đó, luật pháp như vậy á. Vậy là được rồi, răn đe như vậy là được rồi. Tôi đồng ý với quan điểm của tòa án ở tại thành phố Hồ Chí Minh, răn đe như thế là đã đủ. Và Ngọc Trinh như vậy là trừng phạt 12 tháng tù treo là chính xác, dầu rằng trước đó viện kiểm sát đề nghị mức án tù nặng hơn nhiều, nhưng mà thẩm phán, hội đồng xét xử đã cân nhắc nhiều khía cạnh và thấy rằng đã đủ. Vậy thì đó là góc nhìn của tôi. Những người mà hỏi tôi thì tôi nói lúc đầu là tôi không có muốn làm chương trình về Ngọc Trinh, vì nó không có tầm với tư cách là xã hội và thời sự nó quan trọng như vậy. Nhưng muốn nói về vấn đề khía cạnh luật pháp, so sánh giữa Mỹ và Việt Nam, phán quyết như vậy của tòa án ở tại thành phố Hồ Chí Minh có hợp với những gì mà xảy ra ở những nơi khác trên thế giới hay không, thì đương nhiên luật pháp nơi nào cũng có những khía cạnh riêng của họ, không thể so sánh hết được. Vì so sánh luật pháp nước này với nước kia thì nó khập khiễng, như là so sánh quả cam với quả táo. Nhưng mà ít nhất mình cũng có một góc nhìn để mà mình có sự nhận định đa chiều nhiều hơn. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.